xây tượng đài cổng chào khổ dân nhưng lại béo quan chủ trương lớn của ai đây trong dư luận của Việt Nam vẫn luôn tồn tại một câu hỏi đó là vì sao nhiều tỉnh thành phố lại thích xây tượng đài cổng chào mang tính phô trương trong lúc các bệnh viện luôn ở tình trạng thiếu giường phải nằm ghép trang thiết bị phục vụ cho người bệnh cũng không đủ tại sao có những tỉnh nằm trong danh sách phải xin gạo cứu đói cho dân hàng năm Song vẫn sẵn sàng đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng những tượng đài rất lớn, vô bổ khắp nơi. Cà Mau quyết tâm xây tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 2 tháng 1 đưa tin với tiêu đề Cà Mau xây tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc. Bản tin cho biết, tỉnh Cà Mau vừa khởi công xây dựng cụm tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc vào năm 1954 ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Dự án còn kèm theo các hạng mục phụ như cầu, đường, bờ kè, bãi đậu xe, khu vực tổ chức sự kiện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự án này dùng cả ngân sách trung ương, cả ngân sách của tỉnh và huy động từ các nguồn khác với tổng kinh phí là 176 tỷ đồng. Toàn bộ công trình nằm trên diện tích đất 10,8 hecta, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2024 Đúng dịp kỷ niệm 70 năm chuyến tàu tập kết ra Bắc vào năm 1954, điều đáng nói dự án này được chi với kinh phí lên tới 176 tỷ đồng, tương đương 7,2 triệu đô la, trong khi nhiều năm qua tỉnh Cà Mau vẫn thiếu trường học, thiếu trạm y tế và thiếu cầu đường cho các vùng nông thôn nghèo khó. Dư luận cho rằng khoảng 20 năm trở lại đây, tình trạng các tỉnh, thành phố đua nhau xây dựng đại như một bệnh dịch, là một vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội theo giới chuyên gia nhu cầu xây tượng đài ồ ạt trong thời gian qua đã cho thấy điều này hoàn toàn không liên quan đến nhu cầu văn hóa nghệ thuật thẩm mỹ hay truyền thống của người dân việt nam mục đích của các dự án này chỉ là để lãnh đạo các địa phương kéo vốn ngân sách trung ương về địa phương của mình để xà xẻo lấy tiền chia nhau bỏ túi và số này không hề nhỏ cũng chẳng ai kiểm tra được khi việc xây dựng tượng đài trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương thì chắc chắn không ai dám ngăn cản đồng thời dự án dễ dàng được thông qua với kinh phí được duyệt rất thoáng đó là chưa kể tới việc điều chỉnh sửa đổi thiết kế nên dự toán phát sinh sẽ được nâng giá theo thỏa thuận giữa các bên đây là điều kiện cho các quan chức địa phương tha hồ kiếm trác một điều rất đáng báo động là chất lượng của các công trình tượng đài Đa số các tượng đài sau khi khánh thành thì xuống cấp rất nhanh do thi công ẩu, bớt xén số lượng và chất lượng nguyên vật liệu. nên chỉ sau một thời gian ngắn, các di tích tượng đài mau chóng trở nên hoang phế, tàn tạ, chẳng ai đến nữa. Ví dụ tượng đài ở Đông Triều, Quảng Ninh trị giá 25 tỷ đồng, bị xét đánh, vỡ chóp vì không có cột thu lôi sau khi khánh thành 10 tháng. Còn tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tứ trị giá 411 tỷ đồng ở Quảng Nam chỉ sau hơn một tuần Khánh Thành đã bong chóc gạch lát nền phía trước tượng đài. Thiết kế tượng đài được lựa chọn để xây dựng tại Cà Mau. Dù rằng công luận và truyền thông nhà nước đã từng lên tiếng rất nhiều về vấn đề này, nhưng xem ra việc xây tượng đài rất khó chặn. Bởi nguồn lợi này quá béo bở đối với các quan chức ở địa phương. Vấn đề đặt ra hiện nay là tại sao nhà nước không bớt các dự án xây dựng tượng đài, cổng trào ở các khu địa phương trên toàn quốc để dành ngân sách đó cho các vấn đề an sinh xã hội như xây thêm bệnh viện, trường học và các công trình phúc lợi cho người dân. Đó là một vấn đề cấp thiết. Một số người dân ở Việt Nam và phóng viên của Thời báo chấm có dịp tiếp xúc cho rằng phát triển văn hóa cũng cần nhưng nên dành ngân sách để lo cho những vấn đề thiết thực hơn như đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đầu tư vào bệnh viện, trường học hay xóa đói giảm nghèo cho người dân vì còn rất nhiều vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Còn việc đổ tiền tỷ ra xây tượng đài thì dân chẳng được hưởng gì, trong khi đa phần người dân Việt Nam lo ăn còn chưa xong, còn hơi đức đâu mà ra để ngắm tượng đài. Theo thống kê, điển hình ở tỉnh Thanh Hóa, các dự án xây dựng tượng đài trở thành một chiến lược làm giàu cho lãnh đạo ở tỉnh này. Cụ thể, vào tháng 8 năm 2022, Thanh Khóa khởi công xây dựng tượng đài, khu lưu niệm đồng bào, cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc với trị giá lên tới 255 tỷ đồng. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2023, Thanh Hóa khởi công xây dựng một khu công viên tưởng niệm 64 giáo viên và học sinh đã hy sinh khi bảo vệ đê sông Mã trong năm 1972 trị giá tới 125 tỷ đồng. Ông Tổng Bí Thư, Giá Nua của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng Đắk Nông là một tỉnh nghèo ở Tây Nguyên với tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới gần 28%. Vậy mà tỉnh này mới công bố khánh thành tượng đài anh hùng Trang Lân với tổng kinh phí đầu tư lên tới 167 tỷ đồng. Chủ trương xây dựng tượng đài có ý nghĩa thần túy phục vụ cho công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt khác các quan chức cũng được sơ mối rất khá. Và nó chính là động lực để các quan chức nghĩ đủ cách để mà dựng lên tượng đài hết cái này đến cái khác cái sau phải to hơn cái trước xây dựng tượng đài rất dễ tham nhũng tỷ lệ xa xẻo trong các công trình xây dựng tượng đài có thể lên tới 60 70% trong khi các công trình xây dựng bình thường chỉ ở mức khoảng 30 đến 40% đó là lý do vì sao lãnh đạo các địa phương ở Việt Nam rất say mê xây dựng tượng đài và cổng trào mặc kệ dần thiếu đói quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Xây thượng đài, cổng trào, khổ dân, nhưng béo quan tham, chủ trương lớn của ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm xin chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin không để tổng trọng được yên, tô Lâm mở rộng điều tra dự án đầu tư của Vạn Thịnh Phát. Vào đầu năm 2024, mới ngày mùng 2 tháng 1, Bộ Công An đã tiến hành khởi tố, bắt giam với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với tội danh nhận hối lộ. Quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 2 tháng 1 năm 2024 đưa tin với tiêu đề Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Bản tin cho biết ông Trần Văn Hiệp bị bắt vì những sai phạm trong một dự án đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đó là dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Và các quan chức của đảng thường như vậy họ nhận tiền hối lộ để nhắm mắt làm ngơ. Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Ngoài ông Trần Văn Hiệp vào tháng 3 năm 2023, Bộ Công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, cùng với cáo buộc nhận hối lộ trong cùng vụ án. Tiếp đó đến tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ 1 thuộc Văn phòng Chính phủ, cũng bị cơ quan công an khởi tố bắt giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến nhận hối lộ cũng tại dự án này. Đây là dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại Lâm Đồng có tổng diện tích sử dụng đất lên tới 3.595 ha. Dòng Nguyễn Cao Chí là người đại diện pháp luật với tổng nguồn đầu tư lên tới 25.000 tỷ đồng. Trước đó vào ngày 15 tháng 1 năm 2023, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Cao Chí vì có quan hệ làm ăn với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bên cạnh đó có những đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Cao Chí bị bắt có những biểu hiện định chiếm đoạt dự án này của bà Trương Mỹ Loan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây được cho là một dự án lớn được triển khai thực hiện từ năm 2010 theo kế hoạch dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Nhưng cho đến nay đã 13 năm trôi qua, sau khi gửi công thì dự án vẫn chỉ là một vùng đất hoang cỏ dại mọc cao lút đầu người. Trước đó vào tháng 6 năm 2020, chủ đầu tư dự án này đã từng bị cáo buộc về đề rừng bị phá và lấn chiếm hơn 368 hecta nữa. Thành trà chính phủ đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án này. Tuy nhiên vào tháng 6 năm 2021, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã ký quyết định mới rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động và thu hồi đất đối với dự án liên quan đến ông Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh vào ngày 4 tháng 3 năm 2023, đồng loạt truyền thông nhà nước đưa tin ông Trần Văn Minh bị đột quỵ và tử vong. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Tránh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai nhân vật rất quyền lực lúc này. Trong bài viết có phải Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chết vì đột quỵ hay không? Cổ tác giả Phạm Vũ Hiệp đăng trên báo Tiếng Dân vào ngày 5 tháng 3 có một số chi tiết đáng quan tâm như sau. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 3 năm 2023, nhận được tin báo từ gia đình, bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã cho xe đến nhà, đưa ông Trần Văn Minh trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở vào viện. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa cho ông Minh trong 3 giờ, nhưng không thành công. Hồ sơ bệnh án tại bệnh viện ghi rõ rằng ngưng tim, ngưng thở trước khi vào viện. Thứ hai, thông tin dò thỉ cho biết ông Trần Văn Minh đã nhận được hàng chục tỷ đồng từ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các quan chức tại các tỉnh, thành phố đang bị thanh tra vào thời điểm kể trên. Vụ việc đang bị cơ quan nội chính của đảng giả soát kỹ càng nên ông Minh bị đồng bọn dồn đến chân đường. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã nhảy lầu và tử vong tại chỗ. Cái chết của ông Hùng cũng được cho là bị các đồng chí của ông bức tử vì liên đới đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tác giả còn tiết lộ ông Trần Văn Minh cùng với ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có mối quan hệ với cựu chủ tịch ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng già nua của Việt Nam mặc dù đã ngồi đến 3 nhiệm kỳ nhưng chưa biết ông có về thời gian tới hay không công luận cho rằng những năm gần đây khi các quan chức cấp cao của đảng và nhà nước tham nhũng có nguy cơ bị bắt thì họ đã lựa chọn cái chết vừa để giữ thanh danh vừa giữ tài sản cho vợ con bởi một khi bị thanh trừng liên quan đến các vụ bê bối về tham nhũng họ có nguy cơ phải đối diện với án tổ rất nhiều năm lại còn mất sạch của cải nếu họ chết đi thì sẽ đình chỉ điều tra sẽ giữ được khối tài sản khổng lồ để lại cho vợ con ăn tới năm bảy đời không hết cũng phải xin nhắc lại là vào năm 2016, tờ báo người cao tuổi đã có bài viết phản ánh về những sai phạm của ông Trần Văn Hiệp, đã từng nhận 5 hecta đất là quả biếu của một doanh nghiệp. Thế nhưng không hiểu sao ông Hiệp vẫn trúng chức Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng. Đến tháng 11 năm 2020, ông Trần Văn Hiệp lên giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Không để tổng trọng được yên Tô Lâm mở rộng điều tra dự án đầu tư của Vạn Thịnh Phát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de